Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Được tiêm vaccine mũi 3 bằng hai loại vaccine này, khỏi lo trở nặng, không qua khỏi, nếu không may mắc bệnh. Mắc Covid-19 có kết quả dương tính kéo dài, nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe? Bộ Y tế cho phép F0 mắc bệnh nền có thể cách ly tại nhà. WHO cảnh báo COVID-19 đang làm gián đoạn dịch vụ y tế ở 90% quốc gia. Thưa quý vị khán giả, nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh được công bố trên tạp chí Y khoa The Lancet cho thấy, tiêm mũi 3 vaccine Moderna và Pfizer có khả năng miễn dịch cao gấp 25 đến 32 lần, đặc biệt là ở người đã tiêm hai mũi vaccine AstraZeneca. Đây thực sự là một thông tin rất tích cực khi tại Việt Nam, số lượng người được tiêm hai mũi vaccine AstraZeneca là rất lớn. Hiện tại Pfizer cũng là loại vaccine chủ đạo được sử dụng để tiêm mũi 3 tại Việt Nam chúng ta. Và thông tin đáng chú ý này sẽ được chia sẻ trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Bộ Y tế cho phép F0 mắc bệnh nền có thể cách ly tại nhà. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 cách ly y tế tại nhà, Bản hướng dẫn quy định cụ thể về việc F0 có bệnh lý nền sẽ được điều trị tại nhà nếu đảm bảo được 3 tiêu chí lâm sàng sau. 1. Có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định. 2. Không có triệu chứng hoặc ở mức độ nhẹ như sốt, mệt mỏi, tê lưỡi, mất mùi, mất vị. 3. Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, SPO2 trên 96% khi thở khí trời, không có thở bất thường như là thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phòng cánh mũi, Thở khò khè. Ngoài ra, những F0 này sẽ được phép điều trị ở nhà khi đáp ứng thêm một số yếu tố đảm bảo an toàn như sau: có thể tự chăm sóc bản thân, theo dõi tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế khi có tình trạng cấp cứu. Trường hợp F0 không đáp ứng được yêu cầu trên nhưng vẫn muốn được điều trị tại nhà thì phải có người chăm sóc đáp ứng được hai yêu cầu trên. Theo hướng dẫn mới, kể cả người bệnh có bệnh nền, phụ nữ sắp làm mẹ người chưa tiêm đủ liều vaccine cũng có thể điều trị COVID-19 tại nhà nếu đáp ứng được các tiêu chí lâm sàng và khả năng tự chăm sóc như trên. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Mắc COVID-19 có kết quả dương tính kéo dài nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y cho biết, trong quá trình tư vấn cho F0, Bác sĩ khảo sát trên nhóm tư vấn ghi nhận có khoảng 20% bệnh nhân COVID-19 gặp tình trạng dương tính kéo dài đến 3 tuần, thậm chí cả biệt có trường hợp lên tới cả một tháng. Theo bác sĩ Tuấn, nhiều người có triệu chứng nhẹ, không triệu chứng nhưng vẫn dương tính COVID-19 kéo dài. Tình trạng này thường gặp ở những người hơn 40 tuổi, điều này khiến bệnh nhân không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là tình trạng dương tính COVID-19 kéo dài bao lâu, mà là nồng độ virus trong cơ thể như thế nào, Mặc dù dương tính với COVID-19 nhưng nồng độ thấp, không tăng lên cao thì cũng không đáng lo ngại. Nếu nồng độ nhiều, tốc độ nhân lên tăng sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể. Một số trường hợp cần lưu ý theo dõi như những người có hệ miễn dịch suy giảm, bệnh lý nền. Với đối tượng này, có thể chủ động dùng thuốc kháng virus sớm, tránh tình trạng dương tính kéo dài làm suy giảm sức khỏe. Cơ thể luôn phải chống chọi với virus trong thời gian dài có thể làm ảnh hưởng đến các cơ quan khác của người bệnh. Về câu hỏi mắc Covid-19 kéo dài có nguy hiểm hay không, bác sĩ Lê Xuân Thắng, nguyên là bác sĩ khoa Nội tiêu hóa bệnh viện Quân y 103 cho biết, tình trạng này sẽ làm ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, giảm sức đề kháng của cơ thể, gây tăng nguy cơ nhiễm khuẩn bội phát cho người bệnh. Bên cạnh đó, những người có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng có thể chủ quan gây lây lan dịch bệnh. Thông thường người bệnh dương tính Covid-19 khoảng 2 tuần sẽ âm tính. Đây cũng chính là lý do mà Bộ Y tế quy định thời gian cách ly F0 là 14 ngày. Tuy nhiên, trong 2 tuần này, có những người 5-7 ngày lại test âm tính, có những người kéo dài hơn 2 tuần. Điều này phụ thuộc vào sức đề kháng, sự đào thải virus của từng người khác nhau, tức là phụ thuộc vào từng cá thể và đặc biệt là khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Theo bác sĩ Thắng, việc bổ sung dinh dưỡng trong quá trình điều trị COVID-19 rất quan trọng. Nhiều trường hợp bệnh nhân không bổ sung dinh dưỡng, khiến cơ thể không đủ năng lượng để chống chọi, dẫn đến tình trạng mắc bệnh kéo dài. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Được tiêm vaccine mũi 3 bằng hai loại vaccine này, khỏi lo trở nặng và không qua khỏi nếu không may mắc bệnh. Nghiên cứu mới của Anh được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy tiêm mũi 3 vaccine Moderna và Pfizer có khả năng miễn dịch cao, đặc biệt là ở người đã tiêm hai mũi vaccine AstraZeneca. Nghiên cứu bao gồm gần 3.000 người từ 30 tuổi trở lên, được tiêm mũi 3 vào khoảng 10 đến 12 tuần sau mũi 2, Khả năng miễn dịch của những người tham gia được đánh giá vào 28 ngày sau mũi 3 và sẽ được kiểm tra lại sau 3 tháng và một năm sau khi tiêm. Kết quả như sau. Hiệu quả của mũi 3 vaccine Moderna đối với người tiêm 2 mũi AstraZeneca, tiêm mũi 3 Moderna có khả năng miễn dịch gấp 32 lần. Đối với người đã tiêm 2 mũi Pfizer, tiêm mũi 3 Moderna có khả năng miễn dịch tăng 11,5 lần. Hiệu quả của liều 3 vaccine Pfizer Đối với người đã tiêm 2 mũi AstraZeneca, tiêm mũi 3 Pfizer có khả năng tăng miễn dịch gấp 25 lần. Đối với người tiêm 2 mũi Pfizer, tiêm mũi 3 Pfizer có khả năng miễn dịch tăng gấp 8 lần. Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Sean Forst, giám đốc cơ sở nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Southampton của Anh cho biết, nghiên cứu cho thấy khả năng tăng cường miễn dịch ở vaccine Pfizer và Moderna là mạnh nhất. Các vaccine này đã tạo ra sự tăng cường tốt nhất cho kháng thể và tế bào T. Cả hai đều là những yếu tố quan trọng trong hiệu quả của vaccine, đặc biệt là sau hai liều vaccine AstraZeneca. Nghiên cứu cho thấy rằng mũi thứ ba cũng giúp tạo ra phản ứng rộng rãi của tế bào T chống lại các biến thể beta và delta, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lâu dài hơn. Về biến thể Omicron, ông Sean Frost nói thêm, với tư cách là các nhà khoa học, chúng tôi tin chắc rằng khả năng bảo vệ của vaccine chống lại việc nhập viện và không qua khỏi sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Jonathan Ball, Giáo sư virus học phân tử tại Đại học Nottingham, Anh, cho biết dữ liệu cho thấy mũi 3 của vaccine Moderna hoặc Pfizer cung cấp mức tăng khả năng miễn dịch tốt nhất, bất kể là liều đầu tiên là loại vaccine nào. Điều tuyệt vời là mũi 3 của hai loại vaccine này đã làm tăng đáng kể cả kháng thể và tế bào T, giúp tiếp tục bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng và nguy cơ không qua khỏi. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. WHO cảnh báo, Covid-19 đang làm gián đoạn dịch vụ y tế ở 90% quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây báo cáo Covid-19 gây gián đoạn những dịch vụ y tế cơ bản như là tiêm chủng, điều trị các bệnh nguy hiểm khác ở 92% quốc gia. Cuộc khảo sát thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021 cho thấy nhiều dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ít hoặc không cải tiến so với các cuộc khảo sát trước đó vào đầu năm 2021 các dịch vụ khẩn cấp như là xe cứu thương, phòng cấp cứu quá tải hoặc hoạt động kém hiệu quả bị gián đoạn ở 36% các quốc gia trong nghiên cứu, cao hơn so với 29% vào đầu năm 2021 và 21% vào năm 2020. Các ca phẫu thuật tự chọn như là thay khớp háng, đầu gối bị tạm ngừng ở 59% quốc gia. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại